Sáng 22 tháng 7, đội tuyển nữ Việt Nam đặt bước chân đầu tiên trên sân đấu World Cup. Khoảnh khắc xúc động khi quốc ca Việt Nam vang lên ở World Cup. Đây là lần đầu tiên quốc ca Việt Nam vang lên ở giải đấu. Trên sân vận động Eden Park, Auckland, New Zealand, trước hơn 41 vạn khán giả, huấn luyện viên Mai Đức Chung và các học trò đối đầu với đội tuyển Mỹ nhà đương kim vô địch thế giới và đứng ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng FIFA trong 6 năm liên tiếp. Huấn luyện viên Mai Đức Chung tạo ra một vài sự thay đổi khi Nguyễn Thị Thanh Nhã, Dương Thị Vân không đá chính. Thay vào đó, Thái Thị Thảo và Nguyễn Thị Tuyết Dung là những người được chọn. Huỳnh Như và đồng đội thi đấu tập trung, tự tin dù đối mặt với nhà đương kim vô địch World Cup. Đội tuyển nữ Việt Nam lùi sâu phòng ngự nhưng không co cụm phá bóng. Tuy nhiên, đội tuyển nữ Mỹ vẫn biết cách chứng minh đẳng cấp của đội bóng đứng đầu bảng xếp hạng FIFA. Phút 14, tiền đạo kỳ cựu Alex Morgan kiến tạo khéo léo để Sophia Smith dứt điểm hiểm hóc mở tỷ số trận đấu. Có được bàn thắng, đội bóng xứ cờ hoa tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công. Đội tuyển nữ Việt Nam vẫn kiên định với lối chơi phòng ngự và không mất tinh thần sau bàn thua. Thủ môn Trần Thị Kim Thanh ghi dấu ấn lớn trong màn ra mắt World Cup khi cản phá quả phạt đền ở cuối hiệp 1. Dù vậy, cô vẫn phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai trước khi hiệp 1 khép lại từ cú sút của Sophia Smith. Ban đầu, trọng tài phạt việt vị tiền đạo Mỹ nhưng thay đổi quyết định sau khi tham khảo VAR. Bước sang hiệp 2, đội tuyển nữ Mỹ gây ra sức ép rất lớn lên phần sân của đội tuyển nữ Việt Nam. Trải qua 10 phút đầu khó khăn, các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung tiếp tục nỗ lực phi thường. Họ di chuyển với cường độ cao và đeo bám kiên cường trước tiền đạo đối phương. Quyết tâm của đội tuyển nữ Việt Nam gây ra nhiều khó khăn cho đối thủ. Đội tuyển nữ Mỹ không tạo ra nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm để có thêm bàn thắng. Phải đến phút 77, họ mới chọc thủng lưới đội tuyển nữ Việt Nam lần thứ 3. Sophia Smith vượt qua Trương Thị Kiều và trả ngược cho Lindsay Horan dứt điểm nâng tỷ số lên 3-0 cho đội tuyển nữ Mỹ. Trong quãng thời gian còn lại, đội tuyển nữ Mỹ có thêm 3 cú sút đáng chú ý nhưng Kim Thanh liên tục cản phá xuất sắc. Đội tuyển nữ Việt Nam thất bại với tỷ số 0-3 trước đội tuyển Mỹ trong lần đầu tiên thi đấu ở World Cup.